cái phim quay là quay chặt đây đây là một anh từ từ xa xôi qua lấy chơi. Hiện giờ anh đang nhìn gì luôn nâng cao anh ta này chết mấy chết là còn đây là ông chủ cây bơ. ông đã trồng cây bơ rích cũng được mấy chục cây, năm nay ra trái rồi. Còn anh này thì đi mua đi một đọc bơ. Đọc bơ này mua 20.000 một đọc. Ai mua đọc bơ thì xin liên hệ anh chủ vườn. Còn đây là ông chủ nó. Đây là ông chủ nó. Còn đây là người đi mua đọt bơ về ghép. Cái giống này phải mua tới eo hồ này. Đồng Nai, Lâm Đồng gì đó. Tí mình cho anh em xem trái nó nha. Trái nó hay to như vậy nè, to bự bự. Đây là cây mới trồng khoảng 2 năm thôi. 2 năm là chừng này á. Đây là 2 năm nè. Vì là trái mới đó. Giờ mình sẽ đi xem trái nha. Đây là vườn trồng nhiều thứ, trồng cà phê nè, tiêu nè, bơ, sầu riêng. Giờ cái bơ mình ghép nè, đi chờ tí cho anh em xem nha. Giờ mình quay góc nào đó. Cái này là cây tầm khoảng 1 năm nha, 1 năm nha, cái cây này 1 năm á. Cái bơ này 1 năm á, còn nhỏ, chưa ra hoa được. đây là cây sầu riêng à. Cái này cây sầu riêng Dona. Người ta còn gọi là cái gì à? Cây sầu riêng Monthon. Cây Monthon. Còn đây là chủ đi mua đọc bơ nè. Anh chuyên kết sầu riêng. Kết sầu riêng, ai có nhu cầu liên hệ mua sầu riêng năm sau nha. Năm nay thì kép thôi, năm sau bán kép sầu riêng Dona rồi cây bơ nha, cây bơ ba tư á, cây bơ ba tư đầu dòng của đi lấy từ Lâm Đồng đi bằng xe máy. Còn anh này đây là chủ của nó, hiện tại anh đang sở hữu mấy chục cây bơ rích nha. Trong vườn anh có tầm khoảng 8 loại dung bơ nha. 8 loại dung bơ. Ai có nhu cầu nếu mà muốn ghép thì lấy đợt của nó. Xong mình qua ghép luôn nha. Ok. Rồi ok. Giờ mình sẽ quay cái trái nó nha. Cái này bơ thường nha, bơ thường nhưng mà ở dưới là trồng tiêu rồi. Bơ thường trồng tiêu thì mình phải leo cách nào đây. Còn anh kia đi lên xem trái nha, xem trái bơ á. Xem trái bơ anh đang xem, đang tham khảo loại giống bơ rích nha. Cái này coi trong video thì nó là bơ này, bơ từ Mỹ á. Một trái của nó khoảng 100 lạng, hai trái một ký mấy á, tầm ký 2-3 tao. Giờ mình sẽ leo lên cây nha. Cây này bơ thường nhá, bơ thường mình ghép á. Cây này già rồi nha, được mấy chục tuổi đó.
Đây là trái bơ nha. Trái bơ rích á. Đây nè. Giống trái bơ bút. Nhưng mà cái khác cái bọn. Đây. Đây là trái hai trái. Đây là cho kép này. Đây là kép này. Kép cây bơ thường á. Đây nè, bơ già rồi. Ba mấy tuổi rồi sao đó. Cái này cũng mới kép này nhưng mà chưa ra trái nha. Chưa có trái. Cái này kép này. Một cây này kép khoảng kép bay cây nha, bay cây bơ rích nha. Bên kia kép cây nhỏ xíu nhưng mà nó ra 4 trái nha. Đâu được 4 trái. Đó, thấy không? Mình phân to cho anh xem nha. Đấy, bơ nè. Không đi qua được. Tại chân mình đầu quá. Không đi xa được. Phải quay từ xa. Đó đó. Bốn tay nè. Cái này bơ giống từ Mỹ nha. Từ Mỹ á. Ủa xong đấy nó được rồi. Đó. Thấy chưa, thấy đó chưa. Bốn tay nha. Đây, bốn tay. Hello cho anh em, giờ mình sẽ đi về nha. Đi về nhà. Đây cây tiêu luôn nè. Cây mừng thần. Đó. Nè. Đây là tiêu nha. Tiêu. Đây là tiêu. Năm nay có trái rồi nha. Trái thứ hai. Còn đây là bơ ba tư mới lớn. Khoảng 1.5 năm. Đây toàn trồng cà phê, sầu riêng, bơ, tiêu. Đây là cái bơ được 2 năm rồi. Đây là hoa nha. Anh này kinh doanh nhiều. Hoa lan. Cái này là bị sốc nha. Đây là đuôi chồn nha. 12 loại hoa. Đây là lông tu nè. Đây là lông tu. Giờ video mình sẽ kết thúc ở đây nha. Bye mọi người.